Những thông tin sẽ có trong bản tin VTV Chi yên số 8 ngày 25 tháng 2 năm 2024. Đồng hành cùng học sinh cuối cấp lựa chọn nghề nghiệp. Sách giáo khoa Địa lý 12 tăng cường nhận thức của học sinh về bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Thầy hiệu trưởng bỏ tiền túi giữ chân học trò. Đồng hành cùng học sinh cuối cấp lựa chọn nghề nghiệp, không chỉ chú trọng công tác giảng dạy cho học sinh cuối cấp, nhiều trường trung học phổ thông phối hợp với các trường đại học cao đẳng tổ chức hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, giúp các em xác định được mục tiêu, hướng đi cụ thể. Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên chia sẻ, nhà trường đã tận dụng các buổi sinh hoạt tập thể, ngoại khóa để tuyên truyền hướng nghiệp cho học trò. Hay tại trường Trung học phổ thông Hương Khê, Hà Tĩnh, công tác hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp cũng đang được triển khai mạnh mẽ. Thông qua các hoạt động giảng dạy trên lớp, nhà trường đã lồng ghép nhiều hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh. Công tác hướng nghề hướng nghiệp cho học sinh đóng vai trò rất quan trọng, giúp giải đáp những thắc mắc về nghề nghiệp cho học trò, từ đó giúp học sinh có hướng đi cụ thể. Sách giáo khoa Địa lý 12 tăng cường nhận thức của học sinh về bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Theo chia sẻ của Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Minh Tuệ, chủ biên sách giáo khoa Địa lý lớp 12 bộ cánh diều, sách giáo khoa Địa lý 12 sẽ tăng cường nhận thức của học sinh về bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Sách giáo khoa địa lý lớp 12 bộ cánh diều có hai quyển, trong đó quyển 1 là phần kiến thức chung gồm 4 chương và 30 bài học. Học sinh sẽ được học về địa lý tự nhiên, địa lý dân cư, địa lý các ngành kinh tế, địa lý các vùng kinh tế. Mỗi bài học được thiết kế từ 2 đến 3 tiết, phù hợp với việc dạy của giáo viên và khả năng tiếp thu của học sinh. Ở quyển 2, chuyên đề học tập địa lý, các em sẽ được tìm hiểu sâu hơn về các vấn đề cụ thể dưới sự hướng dẫn của giáo viên, đó là thiên tai và biện pháp phòng chống phát triển vùng, phát triển làng nghề. Bên cạnh các phần bài, cuốn sách còn có bảng giải thích thuật ngữ và bảng tra cứu địa danh tên riêng nước ngoài. Sách giáo khoa địa lý lớp 12 sẽ chuyển từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực. Đây là xu hướng chung của thế giới và đang được triển khai ở Việt Nam thông qua các kiến thức kiến bản trong các lĩnh vực địa lý tự nhiên, dân cư, kinh tế cùng với việc sử dụng các tư liệu hình ảnh, tình huống cụ thể ở Việt Nam và địa phương. Học sinh bước đầu sẽ hình thành được tình yêu quê hương đất nước, lòng nhân ái, chăm chỉ, trung thực và sống có trách nhiệm thầy hiệu trưởng bỏ tiền túi giữ chân học trò không muốn học sinh thất học, từ năm 2021, thầy Trần Ngọc Mạnh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở xã Đắc Môn, tự bỏ tiền túi tổ chức bữa trưa để giữ chân các em ở trường. Thời gian đầu, kinh phí còn hạn chế nên thầy Mạnh mua mì gói để nấu cho học sinh ăn trưa, rồi ở lại trường để chiều tiếp tục học chữ. Không chỉ duy trì bữa ăn cho học trò, năm học 2023-2024, thầy Mạnh còn kết nối các nhà hảo tâm, hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm cho hơn 542 học sinh của trường với kinh phí trên 200 triệu đồng. Mong muốn học Học sinh các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn xã Đắc Môn có điều kiện học tập tốt hơn, thầy Mạnh đã chia sẻ cặp lồng cơm, sách vở, mì gói, giúp các em vững bước đến trường. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin VTV Chị Hiên số 8 ngày 25 tháng 2 năm 2024. Chúc quý phụ huynh và các em học sinh có một buổi tối cuối tuần vui vẻ và đừng quên đồng hành cùng chương trình vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên Youtube Học Văn Trị Hiên. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.